Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats rời chức sau hai năm đảm nhận vị trí này và sau những bất đồng về chính sách với tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump loan báo trên Twitter hôm 28 tháng 7 rằng ông Coats sẽ rời chức vào ngày 15 tháng 8 tới đây, đồng thời cảm ơn ông Coats đã tận tâm phục vụ quốc gia. Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cử dân biểu trung thành về ông là John Ratcliffe làm người kế nhiệm ông Coats. Ông Coats làm Giám đốc tình báo quốc gia từ tháng 3 năm 2017. Ông thường xuyên bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump trong nhiều vấn đề tình báo, kể cả chính sách Mỹ với Nga, với chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên và chuyện Iran có vi phạm hay không, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà ông Trump đã hủy bỏ.